Hello, xin chào tất cả quý anh chị. Hôm nay em Tùng có chuẩn bị bàn giao một chiếc xe tải Ben Hobo 8 tấn 61, chuẩn bị bốc biển. Đúng rồi, trên đồi xuống Hòa Bình, Đà Bắc Hòa Bình. Người đồi đây. Xe vừa đẹp vừa khỏe. Làm 1 năm là được cái số gốc. Hai bố con xuống nhận xe cho quý anh chị nhá. Bốc biển rất là đẹp. Biển đấy là ti mô tê nhưng mà nó non trẻ để mà bắt đầu từ đấy lên. Suýt thì ngủ một. Đấy à. Ba đẹp trai. Anh ơi, anh lên lổ máy đi anh ơi, lổ máy đi em hướng dẫn anh sử dụng xe. Thì khóa của nó có tính chức năng đây anh ơi. Rồi. Tiền từ xa đấy. Biết khóa rồi. Trung tâm đấy. À, bấm mở là không cần phải đấy, chìa khóa trên xe luôn. Đây là hai cọc bình hơi xe này. Bình hơi này. Vâng, bình 1 và bình 2 đấy, nó ghi đấy. Bình 1, bình 2. Đây là xăng dầu rồi, cây dầu này. Nhiệt độ nước này anh ơi. Số km này. Đấy. Đây là vòng tua máy này anh ơi. Vòng tua máy. Vận tốc đây. Kiếm như mở cửa thì nó báo đèn check này, tất cả thiếu dầu thì nó báo đèn này, bánh tay này anh nhé, cái đèn cảnh báo nguy hiểm này, tay số 2 tầng này anh nhé, số 2 tầng này, đây đang ở trên này là tầng nhanh này, lúc nào mình đi trên đường bằng phẳng này là tầng nhanh, đi hết tầng nhanh này, còn lúc nào xa lầy thì anh bấm xuống đạp côn, bấm xuống tầng chậm, anh đi vẫn có thể xuống được tầng chậm. Anh phải dừng lại một người ấy thì xuống thì là mày ấy được. Xuống thì là mày ấy được. Đây như vòi hơi này, cảnh báo này anh em. Đây là lên ben, anh đạp côn đi, lên ben thử đi. Đạp côn, tất cả phải đạp côn. Đấy. Kéo về phía đằng trước. Hạ côn nhả côn từ từ. Ok chưa anh? Đấy, đạp côn tháo ra. Ở đây. Đây là rùa thỏ, đây là rùa thỏ này anh ấy. Đây là rùa này, đây là thỏ, lúc nào cũng thỏ ở đây. Đấy. Cái này là V-Sai. Cái này là... Đây là V-Sai này, hai cái V-Sai. Hai cầu trước này anh ấy. Đấy, anh nhớ chưa? Cầu thuốc này. Cầu thuốc trên xe. Đây là radio. Radio này có Bluetooth chưa anh? Bluetooth như là có rồi. Em không để. Đây cắm đầu rắc đấy. Đấy, tất cả những chức năng này. Tầng nhanh tầng chậm này. Đặt mưa đây là phanh cúp bô này anh ấy. Phanh cúp bô này. Hai xuống là phanh cúp bô này. Trên là tắt này. Đấy, kính chỉnh điện đầy đủ trên xe rồi. Đăng kiểm xe tất cả đầy đủ hết trên xe rồi. Ghế hơi có mấy tính chức năng ghế hơi ở dưới đây anh nhìn thấy không? Lớp 1, lớp 2, lớp 3 đấy. Ghế hơi đàng hoàng. Điều hòa đây anh nhá. Điều hòa đây, tắt này. Cái để đấy không bật này.